Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Anfield và câu lạc bộ Sevilla. Đây là trận đấu thuộc vòng 6 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 21 tháng 9 và theo đánh giá, câu lạc bộ Anfield sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Sevilla với mức kèo là 0,5, mức kèo cũng có thể tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25, mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và 2 trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Anfield và Sevilla thì Anfield thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Sevilla. 5 trận thi đấu gần nhất của Anfield thì Anfield thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Sevilla, Sevilla thắng 1, hòa 2 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Anfield chấp 0,5 hoặc là 0,25 nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình, ở thời điểm hiện tại thì Anfield cũng không thua kém gì Sevilla đâu, thậm chí là đang được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Thứ hai nữa thì Anfield có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì Anfield cũng đang vượt trội hơn so với Sevilla nữa. Những lần mà tiếp đón Sevilla trên sân nhà trước đây thì đa phần Anfield đều chắc chiêu cơ hội để có chiến thắng. Và ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà với lực lượng hầu như là mạnh nhất và gặp Sevilla đang có phong độ không tốt, thì với mức kèo này mình dự đoán là Anfield họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Anfield chấp nha. Chỉ cần Anfield đá đúng thực lực và phong độ hiện tại, thắng cách biệt một bàn thôi thì chúng ta chọn Anfield chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và 2 trái. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng có từ 2 hoặc 3 bàn trở lên. Cái hiệu suất ghi bàn của Anfield lẫn Sevilla ở những lượt trận gần nhất nó cũng đang khá đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và sẽ tiếp tục có nhiều bàn thắng được ghi, có thể là 2-1 hoặc 3-1 nghiêng về cho Anfield trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Từ đầu vào trận có thể là hai đội sẽ còn thận trọng, dự đoán cũng sẽ không có bàn thắng sớm đâu. Các bạn canh tài còn tầm khoảng 2 trái, thậm chí là dưới 2 thì vào. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 0,75. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đang vượt trội hơn thì có thể là Anfield họ sẽ chắc chiêu cơ hội. Và dự đoán hiệp 1 Anfield họ sẽ có được 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Anfield nha và đã tài 0,75. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Anfield và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.